Xin chào các bạn trở lại với cái kênh ẩm thực của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một món ăn chiết xuất từ cá. Đó chính là cá rô nha các bạn, cá rô đồng. Thì cá rô nó rất là nhiều xương, nhưng mà cái món này người ta đã lột hết xương của nó ra, và người ta luộc sơ, và người ta chưng cắt, và người ta phi lê nó lên, cho nên nó không còn xương. Thịt nó rất là mềm, và rất là, nói chung là thịt nó mềm, mọng nước, cảm giác nó hơi ngọt ngọt, béo béo, ngậy ngậy. Nói chung là ăn rất là ngon luôn các bạn. Đó. Với đây là cái món bánh đa nha. Bánh đa là, đây là cái món xuất xứ của nó, hình như là ở ngoài Bắc, như là cái tỉnh như Nam Định, Quảng Bình. Đó. Thì du nhập vô đây thì nó ở Bình Dương này. Mình ở Bình Dương và rất là nhiều chỗ ở Bình Dương bán cái món này, bánh đa cá rô đồng, hay là bún cá rô đồng, hay là bánh canh cá rô đồng gì đó. Rất là nhiều cái, nhưng mà đa số thì cái cọng, mỗi cái cọng mà bún thì nó sẽ khác với cái cọng bánh đa này. Đây là cái cọng bánh đa của nó các bạn, rất là to hơn cái cọng bún, mà ăn nó rất là mềm và rất là dai hơn cái cọng bún nha, mà rất là ngon á. Thì mình cảm thấy cái bánh đa cá rô đồng này ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Nước thì rất là thanh và rất là đậm đà hương vị đó. Nó trong nước thì nó có mấy cái cải thìa nè, rau thìa là đó các bạn, có cái rau thìa là với lại có những cái cọng hành, ăn rất là hấp dẫn, không có bị tanh nha. Cá rô ăn không bị tanh, và mình ăn cái chung với cải nè, đây là những cái cạo, cọng cải và cần tây. Nói chung là ăn rất là hấp dẫn luôn đó. Mình thích nhất là cái cần cá rô đó các bạn. Cá rô nó không có xương, ăn như cảm giác như mình ăn thịt vậy đó. Nhưng mà thịt đấy nó rất là mềm luôn, nhưng mà thịt nó rất là mềm, rất là ngon luôn các bạn, rất là hấp dẫn luôn đó. Thì ngoài đó mình ăn kèm theo, mình có thể bỏ thêm miếng chanh nè, miếng nước mắm, hay là ớt, hay là tỏi, tùy theo sở thích của mỗi bạn nha. Nói chung là cái món này thì mình cảm thấy ăn rất là tuyệt vời, ăn nó không có bị ngán luôn. Mình ăn 2-3 lần ở đây rồi mà mình không có bị ngán các bạn. Ăn rất là ngon. Một cái món ăn mình cảm thấy rất là tuyệt vời, giá cũng bình dân thôi, chỉ có 30.000 trên một tô chà bá như thế này nha các bạn. Đó, thì mình ăn ở cái đường mà ở Lấy Thiêu nha, Lấy Thiêu Bình Dương. Thì đa số là cũng rất là nhiều chỗ bán cái món này, ở khu Dầu Một cũng có, khu nghiệp Vship Một cũng có, các bạn cứ tìm. Thì mình ăn cái quán này ở cái đường Nguyễn Văn Tiết, cây thăng số 4, các bạn chạy vô rồi các bạn gặp cái bệnh viện Thanh Tâm, rồi có một cái đường nhỏ cái bên bệnh viện Thanh Tâm đó, các bạn rẽ phải vô và chạy chừng khoảng 700m có một cái quán nhỏ nó bán bún cá rô hay là bánh canh bánh đa cá rô đồng á. Thì các bạn ghé vô mình ăn cái quán này rất là hấp dẫn và rất là ngon. Cái miếng cá rô nè, nó vàng vàng, nó giòn giòn, cái lớp da ở ngoài nó giòn giòn, ăn rất là đã luôn. Thịt thì bên trong thì rất là mềm luôn. Nói chung cái cảm giác ăn rất là đậm đà và rất là ngon và rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn nên ăn thử cái món này một lần, nó rất là ngon và rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.